Vào đi. Hiệu trưởng cho gọi em ạ. Cô vào đây. Cô nghĩ thế nào về cái bảng điểm của lớp cô học kỳ vừa rồi hả? Dạ, em cũng có xem qua rồi ạ. Học kỳ này cũng có vài em bị điểm kém nên em... Thì ra cô cũng biết chuyện này. Kéo cả trường xuống cô có biết không? Mà cô biết đấy, trường mình là trường điểm hàng năm luôn luôn đứng đầu cả nước. Bây giờ để cái trường này nó đánh gục mình rồi đấy, cô biết không? Mà cô phải thường xuyên đến kiểm tra lớp mình chứ. Mà cô không thích ở đây thì cô nói với tôi một câu, một con sâu làm dâu nổi canh rồi đấy. Dạ, thật ra thì học lực của các em cũng đều rất là tốt ạ. Nhưng mà em không hiểu sao lần này là do em Trang. Em cũng không hiểu tại sao mà em ý lại bị thụt lùi như thế. Bởi vì Trang học cũng khá là tốt, mà em ý còn là lớp trưởng nữa, nên cũng rất là có trách nhiệm. Em về em sẽ tìm hiểu và khắc phục ạ. Thôi. Đừng để xảy ra rồi mới khắc phục nhá. Mà cô nên nhớ rằng chuyện này xảy ra lần nữa nhá thì cái chuyện biên chế của cô sẽ không bao giờ có đâu. Cô muốn làm thế nào thì làm. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Thôi, cô về đi. Dạ, em xin phép ạ. Xin lỗi cô ạ, em cũng không muốn vì em mà làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp ạ. Có chuyện gì khúc mắc à? Dạ, mẹ em bị bệnh mới phải nhập viện ạ. Mà nhà em cũng chỉ có hai mẹ con. Ngoài thời gian đi học ở trên trường, em còn phải vào viện để chăm mẹ. Em không có thời gian để học. Hơn nữa, em cũng lo cho mẹ, nên là em không tập trung được ạ. Cô cũng rất là thông cảm với hoàn cảnh của em. Nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho em rồi. Nhưng mà nếu cái đà như thế này thì cái khoản trợ cấp của nhà trường cũng khó lòng mà giữ được cho em. Cô cũng bị áp lực tiền phí và giám hiệu rất là nhiều. Thôi, cố gắng lên em nhé. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Thôi, cô đi nhé. Em chào cô. Cậu có vẻ thích quan tâm đến cuộc sống của tôi nhỉ? Tao bảo này, tốt nhất là mày đi về mà bán thịt xiên đi. Thịt xiên để mấy hôm ở nhà, chắc là nó thối lên rồi đấy. Trang, mẹ cậu không sao chứ? Mẹ Trang bị bệnh nặng lắm. Bây giờ đang nằm ở viện mà không có ai chăm sóc cả. Điểm thi vừa rồi của Trang cũng làm ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp, nên cô giáo mới nhắc nhở. Nếu như mà thành tích không tốt hơn, chắc Trang không được học ở đây nữa. Thôi được rồi, có khó khăn gì thì Trang cứ nói với Hoàng. Trang yên tâm chăm sóc mẹ đi. Đưa bài vở đây, Hoàng sẽ chép, rồi Hoàng sẽ vào viện Hoàng giảng lại cho Trang, được chứ? Hoàng ơi, Linh cũng học kém cực. Linh học mãi mới lên được lớp đấy. Hoàng kèm cho Linh đi. Linh chỉ cần chăm chỉ chép bài và chịu khó nghe giảng trên lớp là đã dư sức để lên lớp rồi mà. Này, cậu cứ yên tâm chăm sóc mẹ đi nhá. Cảm ơn Hoàng. Cảm ơn cái gì? Tớ với cậu là bạn bè cơ mà.
Hoàng này, sao cậu thiên vị thế? Tớ cũng là bạn học của cậu cơ mà. Thôi chị Linh ơi, chị về đi, muộn rồi đấy. Bố này, bố nói là sẽ đuổi con Trang đi rồi cơ mà. Ừ, đuổi thì đuổi chứ. Nó mà kiện à, rách việc mà chỗ bố còn chết ý. Bố xem mà xử lý nó như thế nào đi. Còn con ấy, lo mà học hành đi. Con nhà người ta không mất tiền mà học thì lên lớp cũng vô vô cả. Đuổi con khó đấy. Mà con mình nha, điều kiện học hành tử tế, nhiều gia sư, nhiều lớp. Trong trường thì nhiều điều kiện, nhưng mà lên một lớp cũng khó. Mà này, đừng có làm bố mất mặt với cán bộ ở trường này nhá. Bố này, đang nói đến chuyện cái Trang cơ mà, sao bố cứ lôi con vào làm gì? Mà ai cũng vậy nhá, cứ lôi cái vấn đề học của con vào làm gì không biết nữa. Nhưng mà chẳng phải điểm số lần này của con cao hơn nói đây, bố còn công nhận cơ mà, đúng không? Được mỗi một lần mà ra vẻ ta đề lắm ý. Không nói chuyện với bố nữa, bực mình. À, mà con quên mất, chẳng phải điểm số lần này của con Trang thấp đi đây bố. Mà bây giờ con Trang nó học kém thì trường mình sẽ không trợ cấp cho nó nữa đúng không bố? Thì bây giờ mình không chu cấp cho nó nữa thì nó sẽ phải đóng học phí. Nó đóng học phí, nó không có tiền thì nó sẽ tự khắc đi ra khỏi cái trường này. Bố nhớ. Nghe cũng được đấy nhỉ. Thế thì mình lại thêm một khoản nữa đấy. Ừ. Bố thấy con gái của bố có thông minh không? Chỉ được cái view mô là không ai bằng thôi. Con dùng bố mà lại. Thôi, con đi học đây. Bye bye bố. Ấy, cái này cậu phải làm theo công thức này chứ. Ngốc thế. Ừ nhờ, thế mà Trang không nghĩ ra. May mà có Hoàng chỉ. Học nhiều làm gì? Học nhiều ấy, cuối cùng chỉ để đi bán thịt xiên thôi. Học nhiều, tốn công. Cậu trả lại vở cho tôi. Rồi ấy, mày sẽ không được bình yên như thế này đâu. Xong rồi, Hoàng sẽ chỉ bài cho Linh nhờ. Linh nó thấy là sao? Trang cũng không biết nữa. Thôi kệ cậu ấy đi. Em chào cô ạ. Trang này, cô cũng hết cách rồi. Mọi chu cấp mà nhà trường dành cho em đều đã bị cắt rồi. Ngày mai là học của lớp tiểu học. Em cố gắng thu xếp nhé. Sao có thể như vậy được ạ? Tiền học phí của em luôn được miễn phí hoàn toàn. Đâu có yêu cầu gì về học lực đâu ạ. Ở trường mình, em chưa thấy trường hợp nào chỉ vì học lực kém mà bắt học sinh trong diện đặc biệt phải đóng tiền học cả. Và em cũng chưa thấy có luật lệ nào như thế cả. Luật là do thầy hiệu trưởng đề ra. Cô cũng chỉ truyền đạt lại cho các em thôi. Nếu ngày mai em không được tiền học, chắc em sẽ phải nghỉ học đấy. Cô Liên nói đúng đấy. Trường này không nuôi những đứa vô dụng. Em đi học bao nhiêu năm, luôn đạt thành tích tốt nhất trường, nhưng chẳng bao giờ thấy quà cáp gì. Vậy mà chỉ vì một điểm xấu liền tìm cách để loại bỏ em. Tư thù cá nhân như vậy thì công bằng ở đâu ạ? Cái gì? Công bằng á? Công bằng là cái gì? Công bằng ấy nằm ở trong tay tao đây này. Cứ theo luật mà làm thôi. Tiền viện phí hàng ngày của mẹ em còn chưa biết như thế nào thì huống gì là tiền học phí ạ? Mẹ em mà biết là em bị đuổi học thì chắc là không yên tâm để chữa bệnh đâu ạ. Cô ơi, một trường có tiếng như vậy, tại sao những khoản thu chi lại mập mờ như thế ạ? Có gì sai đúng không cô? Vâng ạ, thầy hiệu trưởng đã trực tiếp ra chỉ thị. Cô nghĩ em không nên can thiệp vào đâu, sẽ ảnh hưởng đến bản thân của em đấy. Cô đã nghĩ cách giúp Trang rồi, nhưng mà số tiền học phí quá lớn và thời gian cũng quá gấp, nằm ngoài khả năng của cô. Trang đồng cảm cho cô nhá. Đây chính là hậu quả mà mày gây sự với nhầm người đấy. À, tao mách cho mày một cách nhá. Trang chuyển sang cái lớp bổ túc mà học với mấy bạn ngu ngu ấy. Chuyển sang đấy, mày bị tránh ra xa, tao với cả Hoàng ra, thì tao còn bảo bố tao để yên cho. Thì ra là do cậu à? Vâng.
đúng đấy. Mà cậu liệu liệu mà chỉ bài tớ đi, không dù cậu có đẹp trai đến mấy thì tớ cũng mặc kệ. Tại sao những việc như thế lại vẫn tồn tại trong trường được nhỉ? Nhắc lại cho hai người biết nhá, công bằng là ở trong tay Linh. Rõ ràng đây là lấy việc công để chuộc lợi việc cá nhân mà. Thôi được rồi, để Hoàng sẽ giúp Trang. Thôi Hoàng ạ, làm như vậy lại liên lụy đến Hoàng nữa. Trang không muốn vì Trang mà ảnh hưởng người khác. Hoàng không sao đâu, Trang cứ yên tâm. Alo, bố ạ. Vâng, bố bảo hiệu trưởng xuống phòng 12A1 giúp con với ạ. Vâng ạ. À, bây giờ không làm được gì, cùng một ruột bênh nhau phải không? Gọi bố, kể cả là bố của bố ấy, ra đây thì không làm được cái gì đâu. Tưởng xếp tổng đang ở đây. Bố ơi, có hai đứa cùng một ruột bắt nạt con. Alo, bố ạ. Vâng, chuyện là thế này. Hiệu trưởng trường con đang có ý đồ lấy việc công để chuộc lợi việc tư. Vâng. Tất cả những học sinh trong diện đặc biệt mà bố đã chu cấp, ông ta đã thu một số tiền không nhỏ bố ạ. Còn nữa, ông ta đã đút lót tiền để cho con ông ta lên lớp, nhưng không ai dám báo cáo, bởi vì là sợ thế lực của ông ta bố ạ. Vâng ạ, con chào bố ạ. Sao? Tôi bị cách chức à? Cậu là thế nào? Em là ai không quan trọng. Quan trọng là thầy và con gái của thầy đã gây với nhầm người rồi. Tất cả những lỗi lầm mà thầy đã gây ra, thầy sẽ phải chịu hậu quả. Này, sao cậu dám nói cái giọng đấy với bố tôi? Bố, tại sao bố lại bị cách chức hả? Mày hư lắm. Mày cứ là hư rồi. Học thì kém, không bằng ai. Mà suốt cả cuộc đời là mẹ anh tao nhau lắm như thế này. Bố! Cảm ơn Hoàng vì đã luôn giúp đỡ Trang. Không có Hoàng, chắc là Trang không được đi học nữa rồi. Không có gì đâu, Trang cứ yên tâm học hành đi nhá. Tớ sẽ luôn sát cánh bên cậu.